điều mà trái tim chúng tôi mong đợi ở bạn biết mấy. Hãy bật TV bạn sẽ thấy tôi đang mong đợi bạn đây. Hãy cùng mang niềm vui đến đây. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi viết bài luận tiếng Anh với chủ đề How to Color Your Future, làm thế nào để tô màu cho tương lai của bạn, đã được đông đảo các bạn học sinh trung học trên cả nước tham gia. Có thể nói rằng đây là một chủ đề mở hiện đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, đồng thời cũng kích thích được sự tư duy, sáng tạo cùng khả năng sử dụng tiếng Anh cho các bạn học sinh. Ban giám khảo đã phải làm việc khá vất vả để lựa chọn từ rất nhiều bài viết hay, gửi gắm nhiều cảm xúc để chọn ra những bài viết thật sự xuất sắc và trao giải. Mà em chọn tới là làm như nào để tô màu cho tương lai của mình, tại vì mình là tự quyết cho cái tương lai của mình, nên mình giống như là họa sĩ của bức tranh, nên cái bức tranh nó như nào là tất cả do mình hết, nên mình chính là người chọn cái màu, chọn cái kỹ năng và chọn cái bố cục. Và em nói chung là dùng vị ẩn dụ như vậy là so sánh con người với cả một họa sĩ ạ. Có rất là nhiều bạn trẻ mà rất là giỏi tiếng Anh nhưng mà chưa có dịp để thể hiện ra, nên những cuộc thi này là có thể cho cơ hội các bạn để thể hiện mình. Trai Thủy Tinh hy vọng rằng càng ngày sẽ càng có nhiều sân chơi bổ ích và lý thú như thế này để các bạn trẻ có thể không những được thỏa sức sáng tạo mà còn nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh vốn không phải là thế mạnh của Tin Việt.